Con của bạn là năm nay 11 tuổi, thì bệnh ung thư xương ấy, hay gặp ở trẻ em từ 10 đến 14 tuổi và chiếm đến khoảng 80%. Triệu chứng điển hình của ung thư xương thì thường biểu hiện là đau, đầu tiên thì có thể đau nhẹ thôi và thỉnh thoảng mới đau, sau đó thì cơn đau này tăng dần và liên tục. Thậm chí là dùng thuốc giảm đau cũng không đỡ nhiều. Dấu hiệu thứ hai mà mình nghĩ đến là nổi u cục ở vùng xương. Thì đầu tiên thì nổi những cái khối nhỏ và tăng dần. Sờ vào thì có cảm giác ấm. Dấu hiệu thứ ba là dấu hiệu có thể bị gãy xương bệnh lý. Khi mà khối u phát triển lớn và phá hủy dần xương, có thể chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể làm cho xương bị gãy. Do các cái dấu hiệu đau cho nên là bệnh nhân có thể là mất ngủ, mệt mỏi, chán ăn, sụt cân, thậm chí có thể có sốt. Để khám cái phát hiện ra bệnh ung thư xương, tốt nhất là bạn nên đưa con bạn đến các cái bệnh viện chuyên khoa. Ở bệnh viện ca là bệnh viện ung thư quốc gia, chúng tôi có rất nhiều các bác sĩ có kinh nghiệm và có các máy móc hiện đại để phát hiện bệnh ung thư xương.